Dạ we đây. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Rồi 30 ngàn. Để con gửi bà 3 triệu. Thiệt thương. Thiệt. Nam. Coi chừng dưới cái chổi kìa. Hello. Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Fanny Hùng đây. Hôm nay cả nhà là chưa tới Noel, nhưng mà mình làm clip này trước để mình đăng vào ngày Noel á. Thì clip hôm nay mình suy nghĩ hoài mà không nghĩ ra một ý tưởng nào đó để cho nó hấp dẫn và ý nghĩa trong đêm Noel. Và mình đã được Võ Sư Lộc gợi ý, đó chính là đi ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn, trang sẻ cái chúc không khí Noel đến với các ông các bà. Với lại trong thời gian qua cũng có rất là nhiều, không nhiều, khoảng 2 đến 3 mạnh thường quân á có gửi cho mình tiền từ bên nước ngoài về. Thì sau những cái clip trước á mình đi quay á, và mình còn dư lại là 9 triệu, chính xác á là 8 triệu 9 cả nhà. Nhưng mà mình sẽ bù vào thêm 100 ngàn nữa để mình san sẻ cho các hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay là 3 hoàn cảnh nên mình sẽ gửi mỗi người là 3 triệu. Giờ mình sẽ vào trong mình hỏi bà một số câu và mình gọi món ủng hộ cho bà. Bà đây. Đây là bà lão bán bột chiên nè cả nhà. Bà Noel bà vẫn bán hả? Bán nha. Ngày nào cũng bán luôn. Dạ. Thì bà bán là từ mấy giờ đến mấy giờ? Mới dọn ra luôn nha cả nhà. Đây là mình một mới phần dọn ra của lèo, mình chưa em có. Thiếu Nhi. Em Thiếu Nhi đang phần đây nuôi. Là bà dùng cái bếp dầu mình lắm. Dầu hôi á, ngồi đây nghe mùi dầu hôi bốc lên. Ở đây là bà có bán nuôi cả nhà. Bà có bán gì nữa không bà? Bánh mì, hủ tiếu. Hủ tiếu thì đây không có lấy được. Vậy là chỉ có mì thôi. Mì với nuôi với lại bột chiên. Ủa, vậy là mấy cái món đó là bà đi lấy hay người ta giao? Bánh canh nữa. Tóc bà đẹp quá mọi người. Tóc bà là màu bạch kim rồi. Đây là bột chiên thôi, là cả nhà. Ủa, khoai môn hả? Con thấy nó có mấy cái nhân màu đen đen giống như thành. Khoai môn á hả? Ừ. Dạ, khoai môn. Thì bà bán là từ mấy giờ đến mấy giờ bà? 9 giờ. 9 giờ. Bà bán từ 4 giờ đến 9 giờ. Bà là năm nay mấy mươi rồi hả? Bà năm nay mấy mươi rồi? Bà năm nay bao nhiêu tuổi? Con nghĩ là cũng 75. 80 rồi. 80 rồi. Wow. Bước qua con số hàng 8 rồi. Vẫn phải buôn bán. Một ngày bà bán chỉ có nhiêu đây thôi, cũng không có nhiều. Nhưng mà cái công sức bà bỏ ra thì so với cái tuổi của bà nó là rất nhiều cả nhà. Bà phải cố gắng hơn những người trẻ gấp mấy lần luôn. Ủa bà, có một mình bà là đẩy xe ra thôi hả bà? Có một mình bà thôi. Thôi dừng lên, nó lật cái ghế. Ở đây là nồi nước lèo nè. Chưa có nóng. Thì bây giờ mình sẽ ủng hộ cho bà. Tại vì á, mình sẽ đi nhiều quán cho nên mình không có thể nào mà mình ăn mỗi quán mình ăn 4-5 phần được. Nên mình sẽ ủng hộ cho bà một phần bột chiên. Ok. Tại vì cái món chính ở đây là bột chiên mà. Nhưng mà làm hai trứng đi. Đúng rồi. Bà làm cho con một phần bột chiên khoai môn và hai trứng nha. Bột chiên khoai môn hai trứng là bao nhiêu tiền? 22 ngàn. Tính ra bà bán vậy bà không có lời nhiều. Bà bán vậy bà đâu có lời nhiều đâu. Một phần là nhiêu đây là đủ ăn rồi hả? Bà bán vì đam mê hả bà? Đó hành nè, bán không có lời lỗi gì tầm này hết. Bà cũng lớn rồi, niềm vui của bà là được tạo ra những món ăn ngon gửi tới cả nhà. Đó, hấp dẫn chưa? Cái này là bà làm cho anh kia đúng không? Cho chú kia. Chú Nhi ăn rất là lẹ. Chú Nhi ăn rất là nhâm. Chú Nhi nhìn vui tính quá. Bà con hỏi bà cái này nha, bà chỉ con nha. Con muốn cua một người con gái mà người Hoa á. Con nói câu gì tiếng Hoa người ta thích. Cua gái người Hoa á bà. Con gái người Hoa. Thì mình dạ, phải dạ. Nói mình phải nói gì để cho bạn đó gọi là chích mệt mình á. Nói gì bà? Mỏi này. Bà bán ở ngay dưới trường mầm non phường 12 quận 11. Vô. Trứng nha. Ôi, ôi chà, ăn luôn bà. Ăn
luôn đi. Bà cười nhìn Phúc Hậu quá. Thành. Rồi bà, con gửi bà tiền nha. Dạ we đây. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dạ. Đây. Mà giờ con có một số tiền này là từ những anh chị ở bên nước ngoài á bạn. Họ thương cảm những người mà có hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà mà vẫn buôn bán. Cho nên họ nhờ con như là một cái máy bay để mang tiền đến với những người đó. Kêu nó về đây. Kêu nó về đây. Ôi trời ơi, người ta bà dịch đó bà, nên người ta về không có được. Người ta cũng không có điều kiện để mà làm á, cho nên người ta mới nhờ con là con có điều kiện. Kêu nó về đây. Kêu nó về đi. Đó thì vừa rồi cũng có một anh nữa tên là cái quên tên mất tiêu rồi, là anh gửi cho mình thêm 100 đô nữa cả nhà. Cộng lại là mình được tổng cộng là 8.9 á. Đó mình sẽ gửi cho mỗi hoàn cảnh là 3 triệu. Đó bà tiền mới luôn nè, bà cầm đi, coi như cái tiền này để bà trang trải cho cuộc sống hàng ngày đó. Thôi gì thì nó tự về, kêu nó tự về. Bà biết sao bây giờ người ta gửi tiền cho mình mà mình không nhận, đồng ý là mình thấy số tiền này nó lớn, với lại kiểu như người ta bên kia khó khăn đúng không? Khó khăn lắm bây giờ. Dạ. Nhưng mà bây giờ người ta muốn gửi mà con đưa cho bà không lấy, rồi con cầm tiền này về con làm cái gì? Người ta không sẽ đưa cho con. Bà coi như cái này Nhẫn Mạnh Thường Quân hỗ trợ bà tiền, bà có mua thuốc này nọ thêm hay là mua nước mắm, mua dầu này kia nha. Đó thì bà cứ coi như đây món quà Noel đó. Một món quà đêm Noel. Nha. Dạ. Dạ. Mai mốt còn phải rồi. Đó đúng rồi, đúng rồi, đúng Noel rồi. Dạ. Thì mai mốt con sẽ quay lại. Chơi không? Con có hả? Chơi không hả? Con qua mấy bà con chơi nè, sao ủng hộ mấy bà nè. Bà nhận đi, để cái này con để nguội á, con ăn nó không ngon nha. Quá rồi. Đi. Rồi con rể nè, rớt nè. Rồi ăn nha, mình ăn nha cả nhà. Bà nhét vô túi đi bà, để nó rớt bà. Đó. Bà cầm đi. Cả nhà coi á, cái phần bột xiên của bà chỉ có 22.000 thôi mà như đây là một người lớn ăn là no luôn á nha. Đây là bột xiên khoai môn. Bột xiên ở đây của bà á, cái vị khoai môn không có nồng như bột xiên ở bên Cố Đô. Nhưng mà bà chiên á, nó có cái lớp khét nè, nên ăn nó giòn giòn và nó có mùi cháy hơn. Cắn á, vỏ giòn, cắn bên trong nhân bánh mềm, nhân bột mềm. Đó. Hành, đặc biệt là hành anh thấy tràn ngập. Dạ. Cắn vào cá là thơm liền. Ồ, bạn này là một phần mì nè cả nhà. Rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn. Chan nước tương vào. Cái bột chiên này á, mình phải ăn với nước tương nó mới ngon nha cả nhà. Đó. Noel bạn ở đâu chơi không bà? What the hell? Ui, thanh niên hỏi một câu. Bà ở đâu? Bà đi đâu? Bà biết bài gì về Noel không bà? Jingle bell, jingle bell. Không biết đâu. Bài thánh ca đó còn nhớ không bà? Bà gửi lời cảm ơn tới cái người tặng đúng không? Dạ bà nói đi, con sẽ ghi hình lại con gửi tới người ta. Cảm ơn đã. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con cũng thay mặt cô chú á, chúc bà sức khỏe, buôn bán phát tài. Nói chung là người ta cũng có dư ở bên kia, người ta mới gửi về để chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Dạ. Bà biết bài à, cả nhà ta cùng thương yêu nhau không? Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là xúc, gần cũng xúc luôn. Bà nội. Bà vẫn còn một nồi nước lèo chưa hâm nóng kìa. Bà đang chiên bột chiên để bán trước á. Tiếp nha. Xong nha. Bây giờ thì mình sẽ bật mí nhẹ. Hoàn cảnh tiếp theo mình sẽ đi. Đó cũng là một cụ bà và luôn luôn nỗ lực để mang tới những món ăn ngon. Bà ơi, bà chào mọi người rồi. Ok. Hoàn cảnh tiếp theo đây cả nhà ơi.
ba. Nhận ra không? Không nhận ra. Đâu đó? Đi đâu đó? Rồi, mày là nhận ra rồi. Chào bà nha. Mưa mới vừa mưa mà bà tính che lại đúng không? Đó. À. Dạ, ba bán rồi, ba bán rồi. Hoàn cảnh tiếp theo của cả nhà sẽ là bà lão bán bánh mì. Thì mình đã có quay clip của bà lão trước đây, nhưng mà mình chưa có gửi được cho bà số tiền của Mạnh Thường Quân á, thì hôm nay mình sẽ quay lại để gửi cho bà số tiền đó. Cả nhà ơi, bà được bán ở địa chỉ số 573 đường Sư Bàn Hành, phường 13 quận 10. Ở ngay cái bệnh viện quận 10 nha cả nhà. Trên kia là 115. Ở đây là đại học Public. Đây. Máy rồi cả nhà. Bà mới vừa buông ra để che. Mà này cũng không phải là một cái miếng inox nữa, nó chỉ là những cái miếng bạc của thùng mì gói rồi đó. Bà kéo cổ trang xuống cho cả nhà nhìn coi nhận ra bà không? Đây là bà Lan. Rất là tươi nha. Bà Lan nè. Bà là năm nay là bao nhiêu tuổi con quên mất rồi. 70. Dạ. Hôm nay bà Lan bán bao nhiêu ổ? 50. Ủa, lần trước con mới lấy 20 trước. Lần dạ. trước con nhớ là con quay cái clip kia xong á, là bà kêu chỉ cần là buổi sáng bán 30, buổi chiều bán 40 thôi là đó. Bây giờ buổi chiều bà bán được 50 ổ rồi. Thì bây giờ không nhờ bà làm cho con một ổ bánh mì thập cẩm đi, có xúc xích nè, có thịt chả cá đầy đủ luôn. Bà chia cho con một cái giống hút la luôn đi. Giờ này bà vẫn còn bán ở trường Thi Mậu Vương hả? Buổi sáng là bà có bán ở ngay trường 30 ổ à. Bà chia sẻ rất là thiệt tình nha cả nhà. Sáng bán 30 ổ, chiều bán 50 ổ. Vậy là được rồi. Nói chung là cả nhà ghé ủng hộ, bà bán thêm được chục ổ nữa là bà rất là vui. Đúng rồi. Thơm quá, đứng này thơm quá. Cả nhà thấy thường là bánh mì là họ hay bán với lại ốp la và các loại thịt mùi rồi chả thôi, pate. Nhưng mà ở đây bà Lan là có thêm cái chả cá nè cả nhà, với lại có cả miếng xúc xích nữa. Bà có cá hộp nữa đúng không bà? Có cá hộp luôn. Một bánh mì ở đây bà bán trung bình là bao nhiêu? 15 đến 20 nha cả nhà. Bánh mì thịt là 15 đúng không bà? Đó. Nên là mà vậy là hụt. Dạ. Bà bán cho sinh viên á, nhiều khi bà còn bỏ nới tay không? Bỏ thêm á. Bỏ thêm á. Để cho các bạn ăn cho nó no á. Dạ. Ồ, thịt nữa kìa. Rồi, ổ này bà bán cho con bao nhiêu? 30 nghìn. Rồi, 30 nghìn. Để con gửi bà 3 triệu. Thiệt. Dạ, bánh mì nè, có bánh mì đó nè cả nhà. Rồi đây. Thiệt hư. Thiệt mà. Bà không tin luôn đúng không? Có tin hay sao? Này bà coi phải tiền giả không? Tiền thiệt. Tiền này tiền giả hay tiền thiệt? Thiệt. Tiền thiệt, bà vui không? Vui hả? Tại vì cũng sắp đến Noel rồi các bạn. Thì con cũng muốn làm một cái clip để ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Cái số tiền này không phải của con mà là của những anh chị ở bên nước ngoài á, Mạnh Thường Quân á, họ gửi về cho con. Rồi bây giờ mình sẽ review cái bánh mì này của bà nha. Ok. Bây giờ coi bên trong ổ nè. Trời ơi. Xúc xích, trứng, thịt. Rồi cái gì nữa? Chả cá. Bà tê. Và ớt nữa nè cả nhà ơi. Bà cho mình nhiều ớt quá. Con mời bà nha. Mình mời bà nè. Trong khung cảnh mà tan tầm á Hùng. Giờ tan tầm. Thưởng thức một cái ổ bánh mì giả chiến lề đường và góp một phần nào đó để mang niềm vui tới cho bà. Cảm giác của em như thế nào? Thì cũng như mọi khi em cầm cái số tiền để mà em đến những cái hoàn cảnh khó khăn á, em thấy rất là háo hức. Em vui cho họ mà em còn thấy vui trong lòng nữa. Đó là cảm xúc của em. Mà đặc biệt ý nghĩa hơn là trong cái đêm Noel. Quá tuyệt vời. Tại vì đồ ăn bà bán còn ngon nữa. Ở bánh mì á, do cái trứng nó nóng, rồi trứng chiên nó nóng nên nó bị mềm nha. Nhưng cái lớp vỏ này vẫn còn giòn. Bánh mì mới giao luôn á, hồi nãy mới giao luôn. Dạ. Có thêm cái đồ chua nữa. Ăn vào nó giòn giòn. Hôm nay mình quay.
bonus thêm kìa. Ôi trời, ôi trời ơi. Quá chàng luôn, ổ bánh mì này là không những là ngon về cái đêm mà còn ngon về cái bóng nữa. Tấm lòng, tấm lòng của bà. Trời ơi, chàng nó hết luôn rồi kìa. Ai lấy cái tô bỏ vô. Thì cuộc sống mưu sinh có thể làm cho con người mình nó trở nên cằn cỗi hơn, nhưng mà đằng sau ánh mắt cũng như là sau nụ cười của bà luôn chất chứa những cái động lực để mình tin tưởng vào tương lai, vào ngày mai. Alo. Alo. Hay lắm em trai. Bà nhân clip này á, bà có gửi lời cảm ơn nào đến các anh chị ở bên nước ngoài mà có những cái tấm lòng mà hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở nước mình không ạ? Dạ, bà nói đi, con sẽ ghi hình để gửi tới mấy anh chị. Bà đi chơi bên ngoài tiếng mình ha. Dạ, dạ. Bà, cô. Dạ, bà cứ xưng là bà thôi. Bà xin cảm ơn tất cả các anh chị ở bên ngoài. Dạ. Dạ. Cho ba cũng đi thì bác cũng có thấy sao bác cậu. Dạ. Ngày chẳng dịch sâu đến tới. Dạ. Nói chung là con nhìn được trong cái mắt của bà Lan á, là đó là một cái niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai. Thì con cũng thay mặt mấy anh chị gửi lời chúc sức khỏe đến bà, chúc cho bà mua may bán đắt. Clip này lên thì nhiều bạn sẽ tới ủng hộ bà hơn. Các bạn hấp clip tới ủng hộ bà nha. Và bây giờ mình sẽ đến với cả nhà. Mảnh đời thứ ba. Mảnh đời tiếp theo nha. Yeah. Rồi. Ok. Bye bye nha. Yeah. Chào mọi người đi bà. Yeah, ok bà. Trời đã tối rồi cả nhà ơi. Biết chúng ta sẽ đến với mảnh đời nào tiếp theo đây. Thấy lạnh à. Ừ. Giờ lạnh rồi mà thấy có một mảnh đời là anh em mình nãy giờ chạy đi đường mà tình cờ phát hiện thôi. Vì buổi chiều là mình tính là sẽ đi một quán kia, nhưng mà mình xem xét lại thì mình thấy là hoàn cảnh của họ vẫn là chưa có gọi là quá cực khổ. Thì mình muốn là chuyển đến đúng người á, cho nên mình sẽ đi kiếm một hoàn cảnh khác. Thì bây giờ mình gặp bà đây là bà bán bánh mì. Mình đến thì có một mình bà ngồi ở đây thôi, không có khách luôn. Nãy giờ mình đứng nói chuyện bà cũng lâu mà không thấy có khách. Đây thì để mình coi bên bà hai là có bán những cái món gì. Thì bà hai bán ở đây được bao nhiêu năm rồi bà hai? Khoảng là 30 năm. Khoảng 30 năm là bán ở vị trí này luôn. Ồ, ở đây là. Dạ. Ở đây là mình. Mà cái chỗ này là bà thuê hay là người ta cho bà bán? Người ta thương đúng không? Bên đây người ta cho. Còn bên đó là cho điện. Bên đây cho câu điện vô. Rồi bà bán ở đây là từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ, khoảng 6 giờ 2 tiếng. 11 giờ mấy. Mà hình như là lúc mà bà dọn ra là có người ra chở bà ra. Là con của bà. Xong rồi cái phụ bà bày đồ lên. Bày chứ hay làm lỗi. Kéo xe lợi vô làm lợi luôn. Rồi xong rồi cái chị đó bà là bà ngồi đây bán một mình. Dạ. Chị nào ta đã mua đông mà đặt mua bánh mì về đi từ thiện á, tới mấy chục lỗ lần làm vậy. Dạ. Nhưng mà nhà bà hai ở đâu? Ở hẻm 231. Hẻm 231. Đường Bình Tiên. Xe vậy chắc là mình bán xong mình sẽ để lại đây. Bên bà hai là bán bánh mì, đặc biệt là con thấy có món bì. Dạ. Nó có mì, có chả, với lại có thịt. Ngoài ra còn có trứng hot la. Nó đơn giản thôi. Kêu có pate và bơ. Dạ. Cái này là nước sốt hả bà? À, đặc biệt là cái này. Nước sốt, nước sốt cà chua đúng không ạ? Đúng rồi. Sốt nè. Còn bên đây là nước mắm gì vậy bà? Mắm ớt à. Mắm ớt nhìn sệt quá là cả nhà. Này ăn với bì à. Dạ. Thì một ổ mình bán là có giá bao nhiêu bà? Ví dụ giá mình kêu hổ là bán 15. Nào đứa nào cũng muốn trứng vô là 20. Trứng vô là 20. Nhưng mà bây giờ bà hai bán vậy là sức khỏe mình sao? Bệnh hoài con. Bệnh hoài. Thì
làm xong chỉ ngồi cái nó là mệt. Dạ. Mệt, khó chịu quá, không đi bán được. Không đi bán được. 32 năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 74. Ở đây á, con thấy một cái điểm mà khi bà bán á, cái xe này nè, theo bà chinh chiến rất là nhiều năm rồi đúng không? Con thấy nó kiểu như là nó này hồi bữa kỳ mà bảo tốn đó. Dạ. Cái nó ngã sập xuống luôn á. Nó đây giờ đang đóng lại nè. Thấy nó cũng hoang úa màu của thời gian rồi. Dạ. Nhưng mà ở đây nha, có rửa tay cũng ở đây. Ta cho nó con. Dạ. Nhưng mà bà hai bán ở đây á thì khách mối chắc là người ta quen biết, người ta tới ủng hộ. Còn khách bản lai thì sao bà? Bản lai người ta mới lại mua đó. À, thì con hy vọng là clip này lên thì có nhiều bạn ở khu vực này tới ủng hộ bà. Địa chỉ ở đây là số 494 đường Lê Quang Sung, quận 6. Phường 9, quận 6. Bà hai hình như còn một người con trai. Mà không có gia đình. Đang sống với bà hai luôn. Sống vậy thôi, đi làm. À, anh đó cũng là... giới thiệu sơ hoàn cảnh của bà hai rồi. Bây giờ con sẽ làm nhờ bà làm cho một ổ đặc biệt. Gồm có đầy đủ những món ăn ở đây. Thì ổ đặc biệt của bà hai là đầy đủ là có bì, thịt, chả và trứng là 20.000 đó anh. Đây là bơ nè. Và bơ với bà tê. Bơ này ăn béo, thơm. Ngon lắm mà con, bơ bà tê thì ngon. Dạ. Mua lại ngon. Dạ. Yeah. Bà cho con nhiều bơ đi. Lát con sẽ trả thêm tiền. Chưa trả gì. Dạ. Hay là con được con ăn thôi. Dạ. Con trả tiền. Cảm ơn rồi còn thêm gì nữa. Hai ở đây ví dụ á, mấy cái anh hay là mấy cái cô mà kiểu như nhà có hoàn cảnh khó khăn á. Người ta đói quá người ta lại người ta xin mua bánh mì á. Mà không có tiền thì bà hai làm cái gì? Cho. Ủa trời. Nào ai đi chợ cũng vậy, nhiều khi dạ. Thấy người ta không có tiền cũng cho. Kiểu như lá rách đùm mà lá nát hả bà? Cũng cho nhiều người cho rách hàng. Dạ dạ dạ. Gặp người cho 2.000 thôi. Dạ. Gặp là chưa. Nhưng mà bà hai làm cho con ổ này là đúng nha. Bà đừng làm thêm nhiều nha. Thì để người ta đến bà làm như bình thường thì người ta nói ổ này là ổ. Đúng luôn, định lượng đó cả nhà. Kiểu như to quá luôn á. Nhét mà không vừa luôn. Thôi bà hai bà làm bánh mì mà không có đậy vừa luôn. Quá là đặc biệt. Bánh mì u nu. Dạ. Anh hai ăn đây không? Anh đang ngồi chờ món bạn, không bà mới ăn tên anh luôn mà. Món ăn của bà từ hồi lúc xưa luôn. Dạ. Dạ. Bác đâu có lời dưa đâu mà, có mấy cây vàng. Anh vui quá. Rồi. Ủa vậy hả? Chắc nó quên mà. À, chắc bên dạng cắt cà đơ mà. Anh là diễn viên. Diễn viên luôn. Diễn viên nó quên. Dạ. À. Cái kia là đá dài rồi, anh không có đá dài đâu. Dạ. Không mà em nói này với anh. Anh nói quên mấy viên 7-9-10 nè, tháng năm được gỡ nè, vậy Sài Gòn. Dạ. Lâm rồi. Ờ, lâm rồi. Nhưng mà em nói này anh chắc anh cũng không giận đâu ha. Anh chắc anh đóng những cái vai về giang hồ không không? Đại ca giang hồ. Đó. Em cho em coi những cái quay những cái hình xăm của anh được không? Để cho bình thường. Đó đây là cả nhà. Đây là. Đó. Đó. Anh này hay đóng phim. Đó hôm nay anh đến anh ủng hộ bà. Dạ. Ví dụ đóng nhiều lắm nè. Vậy Sài Gòn tháng năm vượt cỡ nè. Lâm Gùi. Mấy phim hot không à? Mấy phim trời lâu rồi diễn viên mà. Không nhìn anh ở ngoài tưởng khó gần nhưng mà nói chuyện thấy gần lắm. Vui anh nói chuyện vui tính. Dạ. Bèo bánh mì này là bánh mì riêng của bà hai. Bà hai bánh mì riêng. Là mấy chương trình của em á. Tính gì chương trình khác tính gì? Dạ, Funny đi Hùng. Bỏ Sư Lộc đi. Bỏ Sư Lộc. À, cái nào anh lên YouTube á. Bỏ Sư Lộc thôi. Bỏ Sư Lộc, anh này anh dạy bỏ taekwondo. À, đó, cho biết cái đủ dấu nghề, võ sư dấu nghề. Trời ơi, cái nghề đâu dấu nghề là ông cha số phận mình ra được, mình sao mình dấu nghề được, đúng không em? Dạ. Cái nghề là ông bà nãy lỡ mà cái hết chưa rồi, cái nghề đó thôi, chứ làm sao mình muốn được cái nghề mình đâu. Tại anh biết sao, ảnh là trước đây ảnh dạy võ là chính. À, nhưng mà cái làm cái này thì mới gần đây bắt thôi. Bắt đầu làm cái biệt danh võ bây giờ là nó không đã bằng làm chương trình. Dạ. Chương trình đi đây đi đó. Dạ. Nó có chỗ thôi. Đúng rồi, đi đây đó cho vui và giúp đỡ. Nha. Dạ.
cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Thì cái này á bà. Dạ. Cái này á là số tiền của không phải của con mà là của mấy anh chị ở bên nước ngoài á. Người ta coi cái kênh của con và họ tin tưởng và họ biết là con có thể mà là giống như cái cầu nối á để gửi tiền đến cho những người hoàn cảnh khó khăn đó, cho nên con đã thay mặt họ gửi đến bà. Dạ, gửi lời cảm ơn mấy anh chị đó đúng không ạ? Dạ. Dạ. Dạ, thì bà hai cũng cầm số tiền đó để trang trải, để lo thuốc men này kia. Ê, đổi. Mời cả nhà nha. Ủa, giòn kìa. Ủa, bì. Bơ, bì. Mới cắn vào á. Sức tay nào. Thấy cái vịt mắm á bà. Nên cả món chính là món bì mà đúng không? Bạn nào tới đây ăn mà lỡ thích bì thì thôi. Người ta có thể ăn với mấy món này chứ bà. Không thích. Dạ, không thích. Bì đặc biệt. Nhưng mà bì này bà làm hay sao? Bà về bà hay làm. Mua da heo quá. Mua da heo quá, ừ. Mua da bì á. Dạ. Con thấy cái ghế này nó hơi thấp á bà hai. Bà hai ngồi bà hai phải kê thêm. Dạ, phải chêm thêm cái ghế thấp. Cái mỗi này 20 ngàn thì là quá chất lượng. Thêm to trứng này kia luôn. Chắc mình phải xin bà một miếng ớt. Để cho nó tăng cái vị lên. Rồi. Ủa, có tiếng nhạc guitar của chú ở trong đường nè nó kìa. Ồ. Quá hay. Đúng kiểu mà thưởng thức mà món của bà mà gặp cái tiếng nhạc nghe nó cũng phù hợp á ha. Nghe nó mũi lòng quá. Ủa mẹ nay có ăn trứng không? Không ạ. Không. Này bỏ đồ chua ha. Đậu bỏ không không ạ? Đây đủ không. Giờ là này là cắn cách mối bà hai nè. Giờ là nó cắn dính với ba tơ. Còn cái miếng ớt he cay. Anh này ăn này mà. Ôi ăn từ nhỏ tới lớn. Wow. Cho con ổ mì cho con mì. À. Có khách rồi. Ở đây tới thì có một mình bà làm thôi nên tới đông quá thì bà mới nhờ con gái bà ra hỗ trợ. Bà bán cho con mì cho con. Bà giờ bà có tiền á. Bà sẽ làm gì? Dự định bà sẽ làm gì? Trời ơi, sống những nghề này, người đó giờ quen rồi. Đâu có nghề gì nữa bà, những nghề này thôi. Không, ý là con nói là bà sẽ làm gì với số tiền đó chứ. Tiền để dành thôi. Để dành đúng không? Để mình lo cho mua đồ rồi bình hoàng này kia. Tiền nhà. Tiền ăn thuốc. Dạ. Rồi. Bà bị tiểu đường á nên bà cũng phải đi khám bệnh định kỳ. Hết luôn nha cả nhà. Ngồi xuống à. Ngon lắm. Hello. Ủa bà, cái này là thiết kế để mình làm nóng bánh mì hả bà? Làm nóng bánh mì đó, ớt mì đó lên. Này chắc cũng lâu năm lắm rồi. Này á, hai mấy năm rồi. Ồ. Cái bánh mì á, mình ăn tới phút cuối á, là kiểu mình cầm đứng nè. Nên những cái nước... Ngon lắm á. Dạ, cái nước mắm á, nó chảy xuống dưới. Đó, vậy đó ngon á. Ăn cái miếng bánh mì cuối đậm đà. Nếu như bên trên mình ăn nó giòn á, thì xuống dưới á là nó có cái vị... nó có cái độ mềm dẻo rồi, không còn giòn. Chất lượng. Dạ, cảm ơn bạn. Vừa rồi mình đã vừa mới ăn một ổ bánh mì để ủng hộ cho bà hai. Nói chung hôm nay á là mình làm một cái clip để mình đăng vào Noel, Giáng sinh ngày 24. Thì clip này á cũng không có phải là thử thách quá nhiều món. Ăn như vậy thì đối với mình cũng nhẹ nhàng thôi. Nó vừa gọi là đủ để trải nghiệm món ngon cả nhà. Nhưng cái quan trọng là mình đã làm được những cái việc mà những cái anh chị ở bên nước ngoài vẫn luôn muốn làm nhưng mà tin chưa tưởng, có điều kiện gửi gắm vào mình đó và gửi cho mình là tất cả số tiền đó mình đã là gửi hết lại cho các hoàn cảnh khó khăn rồi và mình thấy là mình đã gửi tiền đúng người và đúng chỗ đúng người cho cả nhà. Một lần nữa cũng xin cảm ơn các anh chị Mạnh Thường Quân
ở bên nước ngoài đã luôn nghĩ về đồng bào của mình. Thì clip của mình cũng xin được kết thúc tại đây thầy Lộc. Chút cuối và trên đường có thấy những cái không khí Noel thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Đúng rồi. Rồi thì anh em mình cũng có một cái fanpage trên Facebook người yêu mến, cũng như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event, hãy like cho fanpage đóng một kênh mình nha. Link mình sẽ để ở phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho cả kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi các động hàng ngày trong số anh em mình. Và sắp tới thì các bạn có bất cứ thách nào hãy để lại dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cũng thức nha. Cuối cùng, chúc cả nhà có một đêm Giáng sinh an lành ấm áp. Merry Christmas. Vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Rồi, okay. Bye bye cả nhà nha.